mình xin hướng dẫn các bạn về hộp âm đảo và một vài cái ứng dụng của nó trong cái việc mà chúng ta khi sử dụng đệm nó có cái hiệu quả như thế nào. Hộp âm đảo là gì? Trong một số video trước mình cũng có hướng dẫn các bạn rồi, nhưng mà hôm nay mình cũng sẽ nói rõ hơn một tí. Hộp âm đảo hay còn gọi là hộp âm đảo bass. Bản thân bình thường khi các bạn thấy một cái hộp âm với cái tên gọi của nó, ví dụ như hộp âm mi thứ, thì cái nốt bass của nó, cái nốt thấp nhất là phải trùng với cái tên của cái hộp âm đó. Ví dụ mi thứ thì cái nốt bass của nó phải là nốt mi. Hộp âm đô trưởng thì cái nốt bass, cái nốt thấp nhất của nó phải là nốt đô. Như mi, các bạn thấy là cái nốt thấp nhất nốt mi đúng không? Đô trưởng chúng ta đánh từ dây năm xuống. Vậy thì cái nốt bass nó là nốt đô. Tương tự trên tất cả các hộp âm khác. Vậy ở đây hộp âm đảo bass tức là gì? Hợp âm đảo bass tức là cái nốt bass thấp nhất của cái hợp âm đó không trùng tên với cái tên của cái hợp âm bạn gọi. Bây giờ như thế này, ví dụ các bạn đánh đô trưởng nhưng mà bạn rải từ dây 6 xuống luôn, thì hợp âm này người ta không gọi là hợp âm đô trưởng nữa, mà gọi là đô trưởng bass mi. Tại nó thấp nhất là nốt mi. Vậy cái cách viết của họ như thế nào? Chữ đô các bạn gạch xéo một cái, chữ E, chữ E là mi. Đó thì các bạn thấy là cái tên phía trước là hợp âm chính, còn cái nốt bass của nó là sau cái dấu xuyệt đó. Ví dụ như thế này là xuyệt, chữ cờ xuyệt chữ E, tức là đô trưởng bass mi. Vậy bây giờ tương tự như vậy chúng ta có thể qua những hợp âm khác, ví dụ như son trưởng, chữ G xuyệt chữ bờ, tức là son trưởng nhưng mà nốt bass đó là nốt si. Thì các bạn thấy là đáng lẽ chúng ta bấm như thế này, từ trên xuống thì cái nốt này là cái nốt son, nhưng bây giờ chúng ta đánh cái nốt bass nó nốt si thì chúng ta đánh từ dây năm xuống thôi, hoặc là đây là son trưởng mà bass si. Hoặc tương tự như là các bạn thấy hợp âm rê, rê trưởng, nhưng mà người ta là chữ giờ xuyệt chữ F dấu thang, tức là rê trưởng nhưng mà bass pha thang. Thì các bạn bấm cái nốt bass pha thang là cái ngang số 2 của dây mi là nốt bass pha thang. Ở đây mình hay thích cái kiểu bấm như thế này, tức là dùng ngón cái bấm. Còn nếu bạn nào không ấy thì chúng ta đưa ngón này lên và chúng ta bấm phía dưới như thế này vẫn được ha. Mình vẫn thích kiểu như thế này hơn, ngón cái mình bấm vô, tức là rê trưởng bass pha thang. Vậy thì tại sao là thì chạy bass theo cái kiểu như vậy? Bởi vì một vài cái là khi các bạn thay đổi cái nốt bass thì nó có dẫn đến là cái ý đồ chung của nguyên một cái vòng hợp âm các bạn đánh, nó có cái ý đồ thay đổi. Và đây mình sẽ đánh thử cho bạn một vài vòng người ta sử dụng cái kiểu như vậy để thấy cho nó khác biệt. Ví dụ vòng hợp âm thần thánh, mi thứ, đô trưởng, son trưởng, rê trưởng và quay lại là mi thứ. Thì bạn thấy nếu đánh nốt bass thì chúng ta đánh có mi nè, sau đó qua tứ đô, sau đó qua son, sau đó qua rê, sau đó quay là mi. Thì đánh như vậy nghe nó cũng hay, nhưng mà mình thay đổi một cái điểm nhỏ đây để bạn thấy là nó sẽ hay hơn. Đó chính là các bạn thấy là từ son trưởng, sau đó chúng ta qua rê trưởng, thì mình sẽ đánh là rê trưởng bass pha thăng. Để làm chi? Chúng ta xuống cái nốt pha thăng đây, rồi sau khi quay trở về cái mi thứ thì các bạn thấy là giống như các bạn đánh cái bass xuống dốc rồi đó. Thấy chưa? Nghe nó hay hơn so với cái kiểu bass bình thường. Kiểu bass bình thường là khi các bạn đánh cái nốt bass nó là rê, giờ các bạn quay về nốt mi thì nó sẽ không hay bằng son. Nó xuống như vậy. Vậy thì chúng ta thay đổi cái hợp âm, vòng hợp âm của chúng ta một tí, ngay cái điểm là rê thành rê bass pha thăng là nó ra hay ngay thôi. Các bạn nghe lại nha. Mi nè, đô nè, son nè, sau đó tới rê bass pha thăng,
Zombie rất là nổi tiếng và rất nhiều bài đánh theo vòng hợp âm này. Thì khi thay đổi như vậy, các bạn thử đổi cái giống như mình nói Re bình thường sang Re bass pha thăng, nghe nó sẽ hay ngay. Tương tự chúng ta có thể thử qua các vòng hợp âm khác theo kiểu ví dụ như các bạn là La thứ này, Re thứ, Đô trưởng, Son trưởng, La thứ này, La, sau đó các bạn thấy Re, Đô, Son, quay lại La. Thì ngay chỗ này tại sao mình không đánh theo kiểu như thế này, Re này, sau đó Đô, sau đó Si, rồi quay lại La, thì giống như lúc nãy. Các bạn thấy nó hay đúng không? Vậy thì ngay chỗ này chúng ta sẽ thế cái hợp âm Son bình thường bằng nốt bằng là Son trưởng nhưng mà bass Si. Là nó sẽ xuống cái kiểu bass đó liền. Bây giờ đánh lại ha. Đô. Đây Si đây. Các bạn có thể đánh khúc cuối thế Đô này. Thì hay áp dụng thử một vài cái hợp âm thay đổi các vòng hợp âm khác để các bạn có thể thấy là khi mình chèn vô cái nốt bass khác với cái nốt gốc của cái hợp âm thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng hay như thế nào. Hãy ủng hộ Amigo Guitar Shop nếu các bạn có nhu cầu mua các cây đàn guitar, và nhớ subscribe kênh Guitar for Freedom để có nhiều bài học miễn phí hữu ích nhé. Nếu các bạn chưa biết gì về guitar, có niềm đam mê, hãy đăng ký khóa học guitar cơ bản cho người mới bắt đầu, và khoa đang có cái giá rất là tốt dành cho tất cả các bạn khi đăng ký khóa học đó. Đóng tiền một lần, học trọn đời, học trên các thiết bị di động, laptop, bất cứ thời gian nào các bạn muốn. Đóng tiền một lần thôi các bạn, chỉ có vài trăm ngàn thôi. Các bạn sẽ có được đầy đủ từ các bước cơ bản về ngón, về hợp âm, cách điểm hát rất là chi tiết. Cuối video này mình có để cái link giới thiệu về khóa học đó, hãy tham gia và cùng gây dựng đam mê nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.